Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính trường Việt Nam sẽ còn dậy sóng. Ngày 24 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài, chính trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động ở trận chung kết. Phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Chữ về diễn biến của cuộc chiến tranh giành quyền lực hiện nay. Theo đó, sau khi Bộ Chính trị Việt Nam bầu bổ sung 4 thành viên ngày 17 tháng 5, ông Tô Lâm, người đã rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 22 tháng 5, được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nắm quyền điều hành bộ này. Hiện Việt Nam chưa chính thức bầu ai thay thế Đại tướng Tô Lâm trên cương vị Bộ trưởng Công an. Nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, sắp tới, chính trường Việt Nam còn nhiều biến động gây cấn thú vị nữa. Và đây là hình bài phỏng vấn trên AFA. Trả lời AFA, giáo sư Chữ cho rằng, nếu so sánh cuộc đua lên vị trí thượng đỉnh của chính trị Việt Nam hiện nay như một giải đấu thì giải đấu đã qua vòng bán kết, đi dần vào trận chung kết. Theo ông Chữ, có bốn vấn đề cần quan sát ở trận chung kết này. Ai sẽ là Bộ trưởng Công an, các thành viên của Bộ Chính trị, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và cuối cùng là ảnh hưởng của giải đấu này tới nền kinh tế. Giáo sư Chữ dự đoán giải đấu sẽ kết thúc trong vòng một năm tới và từ đây đến đó nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vấn đề thứ nhất là ai sẽ là Bộ trưởng Công an, ông Chữ đề cập nếu Bộ trưởng Công an là đàn em của ông Tô Lâm thì sao? Mình biết là không có người Cộng sản nào có thể trung thành với chủ. Vì cái cấu trúc thể chế khiến người ta phải như vậy. Ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó thì người đàn em vẫn phải trung thành với đàn anh, nhưng điều đó không thể kéo dài lâu. Thứ hai là trong kỳ bầu cử bổ sung, Bộ Chính trị vừa rồi lấy thêm 4 người, Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài, thì hai người là của ông Trọng hai người thì trung dung. Người bên quân đội được kéo vào thêm để cân bằng người của bên công an. Thành ra nếu đưa ra biểu quyết thì ông Tô Lâm có thể bị thua. Cho nên một trong hai con hổ này sẽ phải ra đi, giáo sư Chữ cho biết thêm. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Chữ tiếp tục đề cập đến vấn đề thứ ba, cần quan sát, xoay quanh trận chung kết giành ghế này là Trung Quốc và Mỹ. Giáo sư Chữ nêu quan điểm như sau. Họ có muốn can thiệp không theo tôi, Trung Quốc không quan tâm gì ở Việt Nam, ông nào thắng thì cũng không bỏ họ được và cái vấn đề nữa là Mỹ. Tôi không biết Mỹ có can dự hay không. Giáo sư chữ bình luận, Trung Quốc đeo bám Việt Nam trong dài hạn, họ luôn phải cài người vào đó, họ rỉ tai, họ thắt chặt rất lâu. Hồ Chí Minh nói vì lợi ích trăm năm trồng người thì đó chính là điều học từ Trung Quốc. Còn Mỹ thì cần gì thì mua, trao đổi trong một giai đoạn nhất định, xong rồi thì thôi cách ngoại giao của Mỹ do đó không phù hợp với Á Châu. Ở Á Châu, muốn làm gì thì phải gặp người đó, xây dựng quan hệ trước rồi mới nói chuyện cộng tác. Còn Mỹ thì mua, họ mua 5 đồng không được thì trả 10 đồng. Đó là cách ngoại giao trực thăng vận kiểu Mỹ. Về vấn đề thứ tư của trận chung kết, ông Chữ cho rằng vấn đề thứ tư là kinh tế. Trận chung kết này sẽ kéo dài trong khoảng dưới một năm và nó sẽ ảnh hưởng rất tệ hại đến nền kinh tế và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đó, Việt Nam hiện nay vẫn còn đóng vai trò một phần nào trong chuỗi cung ứng của thế giới. Nhưng mỗi năm đi qua thì vai trò của Việt Nam lại càng giảm dần. Một vấn đề nữa mà giáo sư Chữ lưu ý đó là dù bên nào thắng đi nữa thì vấn đề tham nhũng vẫn tiếp tục. Bên nào thắng thì Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền, từ đó ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế. Cuối cùng, về thị trường chứng khoán, giáo sư Chữ cho rằng đó là cái cửa sổ để nhìn vào tương lai. Nó xuống rất mạnh và các nhà đầu tư ngoại quốc đã bán hơn 2 tỷ đô la để rút khỏi thị trường Việt Nam. Đó là điều tôi muốn nói. Ảnh hưởng của chính trị tới kinh tế rất nặng. Nếu nhìn vào thị trường chứng khoán thì có thể thấy ngay, chứ không cần chờ đợi. Vì phản ứng của thị trường chứng khoán là phản ứng trực tiếp và nhanh chóng trước các biến động chính trị, vẫn theo giáo sư chữ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính trường Việt Nam sẽ còn dậy sóng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin những bình luận công kích ông Hussein đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Ngày 24 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tình, Việt Nam nói công kích ông Hussein là chia rẽ quan hệ hai nước. Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23 tháng 5 lên tiếng rằng, những lời lẽ công kích nhà lãnh đạo Campuchia Hussein trên mạng xã hội về dự án kinh đào Ponan Techno không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam và chia rẽ quan hệ hai nước. VOA dẫn Khmer Time cho hay Trước đó, ngày 20 tháng 5, ông Hieu Sen, chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết, gần đây đã có nhiều lời lẽ mang tính xúc phạm đối với ông xung quanh dự án kênh đào Phonan Techno trên TikTok mà ông cho là xuất phát từ những người Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 23 tháng 5 được truyền thông nhà nước loan tải, gọi những bình luận này là mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia công kích cá nhân lãnh đạo hai nước. Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến, bình luận này. Bà Hằng được dẫn lời nói và nhấn mạnh rằng những bình luận này chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà kêu gọi nhà chức trách hai nước có các biện pháp thiết thực, hiệu quả để giúp nhân dân và thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Nhân dịp này, bà Hằng cũng lặp lại đề nghị của Hà Nội rằng năm bên cần tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Phù Nam Techno cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án. Bên cạnh đó, VOA dẫn trang Facebook của ông Hussein ngày 20 tháng 5 viết rằng Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những bình luận trên một thông điệp mà tôi đăng tải trên TikTok. Tôi không biết chính xác người Việt Nam xúc phạm tôi bằng cách bình luận trên tài khoản TikTok của tôi khi nào bởi vì tôi chỉ đang có 4 video nhưng hàng chục người Việt Nam đã xúc phạm đến tôi. VOA cho biết Khmer Tham cũng dẫn lời ông Hussein nhắc lại hồi năm 2016 đến năm 2017 khi ông đưa ra những phát biểu về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có hơn 2.000 người Việt đã lên Facebook để xúc phạm đến ông. Và đây là hình cụ Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Hussein. Bây giờ họ lại lên TikTok chửi rửa tôi sau khi tôi trình bày về kênh đào Phunan Techno. Ông nói thêm, nhưng cũng nói rõ rằng ông không chắc những lời lẽ xúc phạm này xuất phát từ công dân Việt Nam hay từ nơi khác. Liệu họ có phải là người Việt sống ở Việt Nam hay người Việt Nam ở hải ngoại chống đối chính quyền Việt Nam hay là kiều dân Việt sống ở Campuchia hay họ có phải là người Khmer Campuchia Rome có tài khoản TikTok hay không? Họ có thể viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer, ông Hussein viết trên Facebook. VOA giải thích, Campuchia Chrome là cách gọi của Campuchia đối với vùng Nam Bộ của Việt Nam nơi có nhiều người Việt gốc Khmer sinh sống. Cựu Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh rằng ông không cáo buộc giới lãnh đạo Việt Nam kích động người Việt công kích ông, mà yêu cầu hai bên hợp tác để điều tra truy ra thủ phạm nhằm ngăn chặn những kẻ xấu phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước. Theo VOA, những bình luận này đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Khmer Tham cho biết, theo lệnh của ông Hussein, Ngoại trưởng Campuchia Sok Chenda Sophie đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng ở Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng 5 để nói rằng chính phủ Campuchia đã sốc trước những lời lẽ tiêu cực xúc phạm lãnh đạo Campuchia như vậy. Ông Sophie cho rằng những lời lẽ như vậy đã gây ra những thụ hàng không cần thiết giữa nhân dân hai nước. VOA cũng dẫn Khmer Tham cho biết Đại sứ Tăng trong cuộc gặp này đã nói với Ngoại trưởng Campuchia rằng lên mạng bình luận thù địch như vậy là hành động không tốt và Việt Nam sẽ phối hợp với Campuchia để truy tìm những kẻ đứng sau. Bộ Nội vụ Campuchia đã chuyển vụ việc đến một phận điều tra của họ. Ông Thosshot Hang, phát ngôn nhân cơ quan này, được Khmer Tham dẫn lời cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Những bình luận công kích ông Hun Sen đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới